máy xúc này đang xúc cát, các bạn xem bên. À, xúc rất là nhiều cát nhá. Ồ, ui, ấy đổ vừa thôi bạn ơi, quá tải mất. Ôi, đổ vừa vừa thôi, đi vãi, vãi hết là đường, bẩn đường ấy. Ôi, đi thôi, rồi đủ rồi, đủ cát rồi. Cát rồi. Ui, bạn ơi, giúp tớ với, giúp tớ với. Ok, đi theo mình. Rồi, chờ tớ với. Đi. À, đang có bạn bê tông bị ngã ở đây. Đấy, mình đi cầu nhá. Dậy nè. Ôi, còn cái thùng của bạn này. Rồi, đi nhá. Ok, hay chưa, hay chưa. Cảm ơn cậu nha. Rồi, hai cậu đi cẩn thận nha. Go. Ô, cái biển này là biển người đang lao động ở đây này, công trường thi công đấy. Bạn này nghịch ngợm quá. Nguy hiểm nhá. Ê, cha. Ui không. Đó, tớ nó bảo mà. Ngợm để làm gì, tớ rơi hố rồi. Hai bạn bị ngã đây nè. Ok, may quá bạn sẽ xúc đến đây rồi. Hey, hai cái cậu mình chọn này là sau chờ nhá. Rồi, để mình giúp cậu lên nào. Tiếp theo này. Lên đây nhá. Rồi. Ok. Hey, còn quả bóng này nữa này. Hai cậu tìm cái chỗ nào an toàn để đá nhá. Không được đá ngoài đường đâu. Không được đá bóng ngoài đường nhá. Rồi, chúng tôi cảm ơn nha. Rồi, tìm chỗ chơi đi. Ok, cảm ơn bạn xe xúc nha. Rồi.